Dù đầu tư lộng lẫy cho các bộ cánh trên thảm đỏ, nhưng không ít lần sau việc bị bắt gặp diện đồ quên xé mát, nghi án đồ mượn. Đến cả yêu nữ hàng hiệu như Ngọc Trinh cũng không tránh khỏi. Nhan sắc và phong cách thời trang của Sao Việt luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Việc các nghệ sĩ chi tiền tỷ cho một outfit đã là chuyện quá bình thường. Dù đầu tư lộng lẫy cho các bộ cánh trên thảm đỏ, nhưng không ít lần sau việc bị bắt gặp diện đồ quên xé mát, nghi án đồ mượn. Đến cả yêu nữ hàng hiệu như Ngọc Trinh cũng không tránh khỏi. Đây cũng là chủ đề được đem ra bàn tán và là dịp để các nghệ sĩ tròn nhau ngay trên sóng truyền hình. Cùng điểm qua một vài cái tên quen thuộc nhé. Sao Việt diện đồ quên xé mát, trong chương trình Người ấy là ai? Chi Dân có mặt trên dàn ghế cố vấn với bộ vest màu be lịch lãm. Tuy nhiên, đến khi Hương Giang nhờ ca sĩ cởi mở áo khoác để chứng tỏ độ nam tính thì lại lộ ra diện đồ còn mát. Tình tiết này không chỉ khiến dàn khán giả thích thú mà dàn khách mời cũng không khỏi bật cười. Cắt mắt áo là thao tác đầu tiên khi bạn diện quần áo mới. Vậy nên sau việc mang đồ còn nguyên tác đến sự kiện khiến khán giả thắc mắc cũng là điều dễ hiểu. Ngọc Trinh trong sự kiện của nhà mốt Ý cũng mắc phải lỗi tương tự với outfit xuyên thấu phần tác trắng lộ ra làm chân dài Trà Vinh mất điểm. Nữ hoàng nội y chỉnh chu quyến rũ là thế mà cũng có lúc rơi vào tình huống trớ trêu này. Chiếc mác còn nguyên trên vai áo người đẹp. Đến cả ngôi sao đình đám trời Tây Taylor Swift cũng từng bị fan bắt lỗi vì diện bộ dây đai harness mặc bên ngoài áo bị ngược. Nhiều người thắc mắc không biết tại sao Taylor lại mắc lỗi ngớ ngẩn đến thế hay là nữ ca sĩ cố ý mặc như vậy. Những outfit đắt đỏ nhất của Sao Việt, bên cạnh những lỗi trang phục và nghi án diện đồ mượn đến sự kiện kể trên, dàn Sao Việt vẫn rất xa xỉ với các outfit lên đến hàng chục tỷ đồng. Lệ Quyên là nữ hoàng kim cương gắn với hình ảnh sang trọng quý phái. Xuất hiện trong một sự kiện về ẩm thực hồi cuối năm 2019, người đẹp gây sốt với outfit lên đến 30 tỷ đồng. Việt Hương trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng với bộ vest 1.000 đô tương đương với 23 triệu đồng. Chiếc ví có thiết kế lạ mắt đến từ thương hiệu Stark của Ý có giá 3.300 đô tương đương 76 triệu đồng. Và đôi giày Kristen Louboutin có giá 6.970 đô khoảng 160 triệu đồng. Ngọc Trinh cũng không kém cạnh trong đường đua bộ cánh tiền tỷ. Cụ thể cô đeo đồng hồ 500 triệu, túi Hermes da cá sấu bạch tạng 2,8 tỷ đồng cùng kính Gucci và giày cao gót YSL, nâng tổng giá trị bộ cánh lên gần 3 tỷ đồng. Không chỉ mắc lỗi là quên xé mát, Sao Việt còn nhiều lần muối mặt bởi các sự cố khác như là mặc ngược phụ kiện hay là để lộ miếng dán ngực, chọn nội y không phù hợp gây phản cảm. Và số nghệ sĩ mắc những lỗi này, nếu thống kê thì chắc cũng phải dành cả một ngày để lên danh sách đấy. Không thể phủ nhận, dù có diện đồ mượn của các nhà thiết kế thì khả năng mix and match của các nghệ sĩ cũng rất đáng khen. Bạn nghĩ như thế nào về những lần quên xé mát này của Sao Việt?